Xin kính chào anh chị khách hàng, hiện tại chúng ta đang có mặt tại dự án Raron Burn City. Thì đây là một cái khu đô thị nằm ở vị trí là gọi là tiếp nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Ngay vị trí của chúng ta đây là một bên của nó là khu công nghiệp Hải Sơn, còn bên tay phải của Giang đây là khu công nghiệp An Hạ, thành phố Hồ Chí Minh chị khách hàng nhé, thuộc huyện Bình Chánh, còn bên đây là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì bây giờ Giang sẽ dùng flycam để mà quay toàn cảnh cho anh chị khách hàng xem qua về vị trí đất của chúng ta. Và dự án của chúng ta đang triển khai là bán giai đoạn đầu tiên chị khách hàng nhé. Và giai đoạn này là giai đoạn anh chị nên đầu tư và nên sở hữu ngay những cái lô bất động sản tại đây. Và hiện tại chúng ta bán là lô đất nền anh chị khách hàng nhé. Và sau này khi dự án hình thành sẽ trở thành một cái khu đô thị cực kỳ là đẹp và sầm uất, kết nối giữa hai khu công nghiệp rất là tiềm năng giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Rồi mời anh chị khách hàng cùng với Giang xem qua một vòng livecam của dự án Raron Burn City. Xin mời anh chị khách hàng.